Một đám người vô cùng phấn khích, từng người lần lượt đứng ở đuôi thuyền nhảy lộn ngược xuống nước từ con thuyền đang chạy với tốc độ cao. Đây chính là thử thách nhảy thuyền rất hot trên TikTok trong thời gian gần đây, khiến rất nhiều người ngoại quốc thi nhau học theo. Nhưng thật bất hạnh đã gây hậu quả chết người. Theo tin tức của phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin, tại bang Alabama nước Mỹ đã có 4 người tử vong khi tham gia thử thách này. Chính phủ sở tại đã cảnh báo mọi người đừng nên chơi trò chơi nguy hiểm này. Nếu nhảy xuống biển từ con thuyền đang chạy với tốc độ cao, mặt nước lúc này cứng chẳng khác gì bê tông nên rất dễ sẽ làm gãy cổ gây chết đuối. Bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Đài Loan Lý Kiện Trương cho biết, cái chết của họ có một đặc trưng quan trọng là bị gãy đốt sống cổ. Mọi người hãy nghĩ xem dòng nước khi nhảy xuống đang chảy xiết với tốc độ cực nhanh. Mọi người cứ tưởng nó rất mềm, nhưng hậu quả của những xoáy nước chảy xiết chẳng khác nào nhảy xuống nền bê tông. Khi đó máu não không kịp lưu thông, khả năng ứng biến cũng bị giảm thấp, sẽ gây ra nguy hiểm không thể cứu vãn như bị liệt toàn thân, thậm chí gây tử vong. Mặc dù ở Đài Loan hiện chưa có người mô phỏng thử thách nhảy thuyền, nhưng vào mùa hè rất nhiều người nhảy xuống nước từ trên cao để thử thách bản thân, cũng đã có những trường hợp không may bị chết đuối. Bác sĩ Lý Kiện Trương cũng cho biết, khi chèo thuyền vượt thác, có huấn luyện viên ôm học viên ngả người ra sau nhảy xuống hồ nước dưới chân thác, thì động tác này cũng rất nguy hiểm, bởi vì khi ngả người về phía sau chúng ta sẽ bị mất đi phản xạ bình thường, phần cổ không có sự bảo vệ thích hợp, sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng cho đốt sống cổ. Vì vậy, bác sĩ nhắc nhở mọi người đừng đem mạng sống của mình ra đùa giỡn, kẻo chỉ sau một cú nhảy sẽ bị biến mất khỏi thế giới tươi đẹp này.